Câu hỏi 11. Xưa nay muốn thành Phật thì phải tu vô lượng kiếp. Tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy thành Phật mà không cho tu? Tôi là thiền gia bình Đằng, là thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi này như sau. Câu hỏi này phải hiểu cơ bản như sau. Kim thân Phật từ Phật giới vào trái đất và gia đình xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức, chứ không phải vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người để tu nếu tu thì phải đi một trong hai nơi tu đúng thì được lên tam giới vui chơi tức đi du lịch tu sai tức lợi dụng tu kiếm tiền thì mang tội lừa đảo thì bị vị thần quản lý mình giao cho ban thần thực thi nhân quả cho vào địa ngục hay làm hoa báo vì vậy thiền tông không dạy tu mà chỉ dạy tìm hạt công đức thôi xin hết